thủ đô của Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, đồng thời là vùng đô thị lớn nhất Vương quốc Liên hiệp Anh và cũng là khu vực đô thị rộng thứ hai về diện tích trong Liên minh châu Âu, EU. London được coi là một trong những thành phố quan trọng nhất trên thế giới về sức ảnh hưởng lớn, sự hấp dẫn. Đắt giá thu hút không chỉ lượng khách du lịch khổng lồ mỗi năm mà còn cả những nhà đầu tư bởi môi trường đầu tư thân thiện và bền vững. Lịch sử hình thành London. London có một lịch sử 2.000 năm. Vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, người La Mã đã đến Vương quốc Anh và thành lập một khu định cư gần cửa sông Thames. Họ gọi nó là Londinium. Trong thời Trung Cổ, London phát triển không ngừng. Nó trở thành một trong những trung tâm thương mại của châu Âu và dân số của nó đã tăng lên khoảng 200.000 vào đầu thế kỷ 17. Vào đầu cuộc cách mạng công nghiệp, gần 1 triệu người sống ở London. Đây là thành phố lớn nhất trên thế giới và là trung tâm của đế quốc Anh, vào thời điểm đó đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Khi ngày càng có nhiều người chuyển đến thành phố từ vùng nông thôn, London cần nhiều hệ thống giao thông tốt hơn. Năm 863, nó trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới khởi động hệ thống đường sắt ngầm. Địa lý, thành phố London, thủ đô của Vương quốc Anh cũng như England, là quốc gia đông dân nhất. Đây cũng là một trong những khu vực đô thị lớn nhất ở Tây Âu. Lịch sử của thành phố quay trở lại thời La Mã khi nó được gọi là Londinium. Tàn dư của lịch sử cổ đại London vẫn còn nhìn thấy cho đến ngày nay, vì cốt lõi lịch sử của thành phố vẫn được bao quanh bởi các ranh giới thời Trung cổ. Đặc điểm địa hình chính của London là sông Thames, bắc qua thành phố từ phía đông sang phía tây nam. Sông Thames có nhiều nhánh sông, hầu hết trong số đó hiện đang ở dưới lòng đất khi chúng chảy qua London. Sông Thames cũng là một dòng sông thủy triều và London vì thế dễ bị ngập lụt. Bởi vì điều này, một hàng rào được gọi là Thames River Barrier đã được xây dựng qua sông. London được chia thành 3 phần chính. Thành phố là khu tài chính của London và là phần lâu đời nhất của thủ đô. Nó rất nhỏ, với kích thước chỉ 1 dặm vuông. Mặc dù chỉ có vài nghìn người sống ở đây, hàng trăm ngàn người đổ vào thành phố mỗi ngày để làm việc trong các tòa nhà văn phòng lớn của các ngân hàng lớn và các tổ chức khác. West End bao gồm khu chính phủ Westminster của London cũng như các đường phố mua sắm nổi tiếng xung quanh rạp siếc Piccadilly và quảng trường Trafalgar. Các rạp chiếu phim, nhà hát và quán bar nổi tiếng của thành phố nằm ở West End. Hầu hết các điểm du lịch của London tập trung ở đây. Bờ Nam là khu vực phía nam sông Thames. Đây là một khu văn hóa với nhiều phòng hòa nhạc, bảo tàng, nhà hát và phòng trưng bày. Dân số là thành phố đông dân nhất trong số các thành phố trong Liên minh châu Âu và chiếm 13,4% dân số Vương quốc Anh. Khu vực đô thị của London là khu vực đông dân thứ hai ở EU sau Paris của Pháp. Khí hậu, London có khí hậu ôn đới đại dương với mùa hè không quá nóng và mùa đông lạnh. Lượng mưa trung bình hàng năm thấp khiến cho thời tiết London khô hơn trung bình toàn cầu. Mùa đông thời tiết mưa nhiều hơn và ẩm ướt, bầu trời nhiều mây. Nhiệt độ mùa hè đã có khi lên đến 38 độ C nhưng thường trung bình ở khoảng 24 độ C. Nhiệt độ giảm xuống tới âm 21 độ C vào mùa đông và ít có biến động lớn về nhiệt độ, hiếm khi có tuyết rơi, ít nhất một lần vào mỗi mùa đông. Kinh tế, đứng thứ 26 trong số 300 thành phố lớn về hiệu quả kinh tế, có GDP khu vực đô thị lớn đứng ở vị trí thứ 6. London, New York và Singapore là 3 trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Ngoài ra đây cũng là thành phố dẫn đầu xu hướng trong các lĩnh vực về nghệ thuật, thương mại, giáo dục, giải trí, thời trang, chăm sóc sức khỏe, truyền thông, dịch vụ chuyên nghiệp, nghiên cứu và phát triển, du lịch và giao thông, bởi vậy nên đây là khu vực cung cấp một lượng lớn việc làm cho các công chức và người lao động. Đây là điểm đến đầu tư hàng đầu, lưu trữ nhiều nhà bán lẻ quốc tế hơn và các cá nhân có giá trị dòng cực cao so với bất kỳ thành phố nào khác. Đi lại tại London. Đi lại tại London đặc biệt nhanh chóng, với nhiều sân bay và tuyến đường sắt kết nối London tới nhiều thành phố khác và cả các nước châu Âu khác, chính là cơ hội tuyệt vời để khám phá lục địa châu Âu có bề dày lịch sử lớn. Có thể dễ dàng đến London bằng các chuyến bay từ khắp nơi trên thế giới đến 3 sân bay quốc tế lớn của thành phố Heathrow, Gatwick và Stansted. Ví dụ, các chuyến bay từ Ấn Độ mất khoảng 10 giờ trong khi các chuyến bay từ Trung Quốc mất thêm vài giờ nữa. Các chuyến bay từ Nam Phi đến London tương tự mất khoảng 11 giờ, trong khi đi từ Nam Mỹ có thể mất thêm 3 đến 4 giờ và bay từ Úc đến London mất gần 1 ngày bay. Trong khi đó, thành phố New York chỉ cách thành phố London 8 giờ bay ngắn. Các trường đại học ở London. Hiện có khoảng 125.000 sinh viên quốc tế học tập tại London. Thành phố này cũng là nơi tập trung nhiều trường đại học và học viện chuyên ngành với nhiều quy mô, loại khuôn viên, học phí và chất lượng giáo dục khác nhau, tuy nhiên sẽ được đối chiếu bằng các cơ quan thẩm định chung. Có khá nhiều trường đại học nổi tiếng nhất ở London đã trực thuộc Đại học London, được thành lập vào năm 1836, bao gồm các trường đại học ưu tú thuộc nhóm Russell như Trường Kinh tế London, Đại học Cao đẳng London, Đại học Queen Mary ở London và Đại học King's College London, cùng rất nhiều cơ sở uy tín khác. Đại học Hoàng gia London, chuyên về khoa học, kỹ thuật, y học và kinh doanh, là một phần của Đại học London cho đến năm 2007,
thì đã tách biệt để hoạt động độc lập. Hiện cũng có rất nhiều các trường đại học và trung tâm giáo dục khác có mặt tại thành phố London với nhiều chương trình giảng dạy chuyên biệt.